Nhật Tây kính chào quý vị nha. Hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành là demo cho quý vị chúng ta mẫu loa karaoke di động công suất khủng. Đây là mặt hàng mà được Nhật Tây thu lại và sản phẩm này đến từ thương hiệu của Datong. Những mẫu loa mà quý vị chúng ta hay mua ở trong siêu thị điện máy xanh đó quý vị. Và cái con loa này nếu như mà chúng ta mua mới đó thì nó giá bán gần là 10 triệu ha, 10 triệu tại siêu thị điện máy xanh. Còn nếu như mà chúng ta có một cái số tiền ít hơn mà chúng ta vẫn muốn mua một cái loa công suất lớn như thế mà chấp nhận mua cũ đi một tí ha, thì chúng ta mua dòng này thì Nhật Tây đang có chương trình thanh lý giảm giá về chỉ còn là 5 triệu thôi. Và sản phẩm này thì Nhật Tây thu lời của khách hàng đó là hàng đã qua sử dụng rồi. Và với giá bán này thì Nhật Tây vẫn sẽ có hỗ trợ bảo hành cho quý vị chúng ta là với 6 tháng luôn quý vị nhé. Chúng ta yên tâm sử dụng. Thông thường thì với một mặt hàng mà đã qua sử dụng rồi thì tất cả quý vị chúng ta chỉ có được bảo hành khoảng tầm 1 tháng thôi. Nhưng mà con loa này thì Nhật Tây test kỹ và mọi thứ ok hết thì Nhật Tây mới dám bảo hành cho quý vị chúng ta là 6 tháng. Nói như vậy không phải là 6 tháng là nó sẽ hết 6 tháng là nó hư đâu quý vị. Nó dùng còn rất là bền. Nhưng mà hàng mới thì không, hàng cũ thì không có thể nào bảo hành lâu được quý vị nha. Muốn bảo hành lâu cũng được thôi. Nhưng mà khi đó thì chúng ta sẽ thêm vào cái chi phí vào ở bên trong. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái mẫu loa này nhé. Đây là mẫu loa đến từ thương hiệu Datong này. Đó, nó được trang bị cho mình với âm thanh là 3 đường tiếng. Một bass 50 ở đây nè quý vị nha. Đó. Một loa trung và một loa chép. Và chi tiết thông số kỹ thuật của nó thì Nhật Tây sẽ để lại cái phần mô tả nha quý vị nhé. Tôi sẽ để lại cái thông số kỹ thuật của bên siêu thị điện máy xanh cho quý vị chúng ta dễ dàng tham khảo hơn. Rồi, đây là một cặp micro chính hãng của Datong luôn nha. Đấy, micro UHF gồm có 2 cây. Tình trạng mic thì như quý vị chúng ta xem này. Đó, sản phẩm nó như thế nào thì người ta quay cho quý vị như vậy thôi. Tức là nó không còn mới nha. Không còn mới thì sản phẩm mới thì nó sẽ trầy xước thì chắc chắn có rồi. Cũ thì cũng chắc chắn có rồi. Nhưng mà về chất lượng âm thanh cũng như các linh kiện ở bên trong thì rất là ngon lành ha. Rồi, ok. Đây là các cạnh của nó. Đây, Nhật Tây có tuốt và sơn lại rồi nên nhìn là hầu như là mới luôn. Nhìn rất là mới luôn nha. Còn đây là bo mạch của nó. Đây là bo mạch của nó. Bo mạch của thằng Datong này thì nhìn nó rất là hầm hố này quý vị. Có các nút chỉnh giống như là âm lượng guitar này, âm lượng nhạc này, bass nhạc, chép nhạc này. Đó, có các ngổ cắm giống như là MP3, AUX, Bluetooth ha. Nó đầy đủ. Dưới này là hàng nút chỉnh của mic nha, micro của cổng này nè ha. Đó. Rồi âm lượng của micro không dây nè, echo nè, delay nè, bass nè, trung nè, chép nè, bass trung chép của micro ha. Đó. Và con loa này thì thật ra về cái công suất thì rất là ok rồi. Nó có cái giá bán mới là nó lên tới 10 triệu lần mà. Mà nay thanh lý về còn có 5 triệu mấy, còn 5 triệu. Đây nè, nó bị một chút xíu chỗ này nha. Cấn cạnh một chút xíu nè. Dĩ nhiên đó, phải bị thôi chứ không thể nào mà mới 100% thì bán mới luôn rồi. Đây thì bo mạch của nó đây nha. Thì cắm nguồn dùng trực tiếp đây. Nói như thế nào, quay cận cảnh cho quý vị chúng ta dễ dàng nhìn thấy. Đây, cái model của nó nè. Datong TS18G 18G850N. Đó quý vị chúng ta cứ xem đi là chúng ta biết cái giá của nó nè ha. Rồi, tiếp tục nữa là về đây là có gắn bình bình ắc quy nè, nhưng mà sản phẩm này thì không có bình quý vị nha. Loa này thì hiện tại là không có bình nha quý vị. Nếu như mà chúng ta muốn gắn thêm bình á thì chúng ta liên hệ để mà gắn thêm bình thì chúng ta sẽ bỏ thêm cái chi phí vào để gắn bình. Bình của nó thì nó hư rồi. Còn là loa đài, bo mạch, micro còn rất là ok. Giá bán này là giá bán 5 triệu ha. Và ở đây thì Nhật Tây sẽ chỉ có một cái con loa duy nhất thôi, không có nhiều đâu quý vị. Một con loa duy nhất và hàng rất là hiếm, không có sẵn, không có nhiều. Nên là quý vị chúng ta nếu mà yêu thích cái mẫu loa công suất lớn dùng ok mà giá thành rẻ thì nhanh tay liên hệ nha. Nhật Tây cam kết với quý vị rằng loa này còn dùng ngon, hát hay và sẽ bảo hành cho quý vị chúng ta là 6 tháng. Và Nhật Tây ở tại địa chỉ là số 8B5 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị chúng ta có điều kiện ở gần đây, quý vị muốn đến trực tiếp thử loa thì quý vị chúng ta cứ đến địa chỉ này.
Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và thử chất lượng âm thanh karaoke xem là nó chất lượng như thế nào quý vị nhé. Chỉ có đôi.